46课. Bài 46 tương với phần tiếp theo của bài 14 quyển 1. Đầu tiên hãy nghe và nhắc lại cách nói gần đây. Âm Hán Việt là tối cận. Rưỡi chín. Rưỡi. Rưỡi. Chín. Chín. Rưỡi chín. Rưỡi chín. Gần đây thế nào? Rưỡi chín giờ mấy giảng? Rưỡi chín giờ mấy giảng? Gần đây sức khỏe thế nào? Rưỡi chín sân thí giờ mấy giảng? Rưỡi chín sân thí giờ mấy giảng? Gần đây không khỏe lắm. Rưỡi chín bú thải hảo. Rưỡi chín bú thải hảo. Gần đây bạn sống ở đâu? Rưỡi chín ní trụ nở. Rưỡi chín ní trụ nở. Gần đây cảm thấy thế nào? 最近觉得怎么样? 最近觉得怎么样? Gần đây công việc thế nào? 最近工作怎么样? 最近工作怎么样? Gần đây công việc bận hay không? 最近工作忙不忙? 最近工作忙不忙? Không bận lắm, anh thì sao? 不太忙, nín đó. Bây giờ là từ vừa. Căng. Căng. Vừa ăn cơm chưa? Căng chư ủ phản. Căng chư ủ phản. Vừa về nhà rồi. Căng khuấy cha lợ. Căng khuấy cha lợ. Vừa đi làm việc rồi. Căng chủy công dụ lợ. Căng chủy công dụ lợ. Vừa uống bia. Căng khơ phí chiếu. Căng khơ phí chiếu. Bây giờ là từ khai giảng. Âm Hán Việt là khai học. Khai xuế. Khai. Khai. Xuế. Xuế. Khai xuế. Khai xuế. Thứ hai khai giảng. Xin chi khai xuế. Xin chi khai xuế. Vừa khai giảng. Căng khai xuế. Căng khai xuế. Hôm nay vừa khai giảng. Jīn tiān gāng kāi xuě. Jīn tiān gāng kāi xuě. Trường chúng mình vừa khai giảng. Wǒ men xuě xiào gāng kāi xuě. Wǒ men xuě xiào gāng kāi xuě. Bây giờ là từ có chút. Hơi. Yǒu diǎn er. Yǒu. Diǎn er. Yǒu diǎn er. Yǒu diǎn er. Hơi đắt. Yǒu diǎn er guì. Yǒu diǎn er guì. Hơi khó.
Yếu điểm nán. Yếu điểm nán. Hơi bận. Yếu điểm máng. Yếu điểm máng. Vừa khai giảng hơi bận. Căng khai xuế yếu điểm máng. Căng khai xuế yếu điểm máng. Hay hỏi lại, gần đây công việc bận hay không? Dùy chỉn cung rùa máng bù máng. Dùy chỉn cung rùa máng bù máng. Không bận lắm, anh thì sao? Bú thải máng, nín nó. Vừa khai giảng hơi bận. Căng khai xuế yếu điểm máng. Căng khai xuế yếu điểm máng. Bây giờ hãy nghe và nhắc lại các từ ngữ sau bằng tiếng Trung. Đi ra bưu điện gửi thư. Chủ yếu chú ý gì xin. Tên là gì? Chào sở mạng miếng dự. Uống bia. Khơ phí chiểu. Táo nửa kg bao nhiêu tiền? Pính của ý chín tu sảo chén. Trả 16 tệ đi. Cầy 16 khoải bà. Đổ nhân dân tệ. Khoản nhân dân tệ. Lý Xương Hạo. Lý Cha Hảo. Sống ở tầng 18 cửa 1. Trụ 18 lầu y mấn. Trước tiên giới thiệu một chút. Xin giới thiệu một chút. Hai bọn họ là người Hàn Quốc. Họ là Hàn Quốc. Nghe nói đọc viết. Thính xua đọc xỉa. Ở lớp nào? Tại nà cơ ban. Cái đỏ nhẹ hơn, cái đỏ tương đối nhẹ. Khúng đỏ bị chào chinh. Đồ gì? Sấm mơ đông xỉ. Lá trà. Trái dẻ. Trong vali. Xiang zi lǐ. Hai cái y phục, hai cái quần áo. Liáng jiàn yī fǔ. Một lọ nước hoa. Yì píng xiāng shuǐ. Từ điển. Từ điển. Ba cái bút. San zhī bǐ. Đồ dùng hàng ngày. Rì yǒng pǐn. Một cái ô. Yì bǎ yǔ sǎn. Còn cả một quyển sách nữa. Hái yǒu yǐ bǎn shū. Hai cái đĩa. Liáng zhāng guāng pán. Lâu lắm không gặp. Hǎo jiǔ bú jiàn. Cũng làng nhàng, cũng tạm tạm. Má mà khu khu. Gần đây vừa khai giảng, hơi bận. Dùy chỉn căng khai xuế, yếu điểm máng.